món cam cua cam gẻ cho cá đoàn đó món cam cua đấy lâu rồi thì bắt đầu để ăn buffet mà không ngon là chắc vẫn cứ cần cua nào nó có còn nếp hai một bắp cái mà bây giờ Việt Nam nếu mà nước súp ta cái biến giới thiệu cho cháu để cho quay phim mà cháu nhớ hết tên hết làm sao mà cái gặp này cháu không có quên.